Vietcombank chúng tôi thể hiện mối gắn kết, sứ mệnh, tầm nhìn của Vietcombank trong sự phát triển chung của ngành ngân hàng và nhiệm vụ với quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank được tôi luyện vượt qua những thách thức tột cùng của kháng chiến chống Mỹ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng kinh tế miền Bắc và chi viện chiến trường, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lịch sử ghi danh huyền thoại con đường tiền tệ, ghi danh những tập thể, đơn vị quả cảm đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam. Vietcombank vượt sóng gian nan, đập tan thách thức. Và bây giờ chúng ta thank you.
Kể từ giây phút lịch sử ấy, Vietcombank bước vào thời kỳ đổi mới cùng đất nước, giữ vững bản lĩnh ngân hàng đối ngoại duy nhất, ngẩng cao đầu, thể hiện vị thế trên trường quốc tế. Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank thể hiện vai trò của một trong những đơn vị tiên phong, vinh dự đồng hành cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng. Chưa từng một ngày hài lòng, chưa từng có một ngày dừng lại, Vietcombank không ngừng chinh phục thử thách, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Vietcombank tiến tâm, nâng tầm, tạo kỳ tích. Hãy luôn tin trong lòng chúng ta đã đau.
đang có sự sống dân tràn trong đi bước cao hàng cùng thế giới hãy mong tới tương lai ngày một ngày mà sống Thank you.
trước.